Hiện tại thì cái phần quà tôi được vận chuyển vô tới chỗ của ủy ban xã Tân Phú cô chú. Các anh thì ở bên nhóm thiện nguyện The Head và cùng với lại là các anh chị ở bên dân quân thì cũng đang chuẩn bị cái phần quà để mà mình vô bọc một chút xíu nó sẽ chở đi đến tận nhà để mà gửi tặng cho các bà con đang cần nha. Nhóm thôn nữ miền Tây xin mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì Ngân thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà được đồng hành cũng như là một cái vị mạnh thường quân cũng khá là đặc biệt, đó là anh Eric Nguyễn. Thì anh cũng có một cái kênh YouTube đó là Eric Nguyễn USA. Ngày hôm nay thì cũng thông qua cái hội thiện nguyện đó là The Head, anh cũng như là những người bạn của anh muốn gửi tặng đến cho những bà con hiện tại có hoàn cảnh khó khăn đang có mặt trên địa bàn của xã Tân Phú những cái phần quà cũng như là những cái nhu yếu phẩm cần thiết trong gia đình. Hôm nay khi mà đi trao quà cùng thì có đây là anh Toàn, đây là anh Eric cộng với lại là chị Nguyệt là ở chỗ đại diện chính quyền địa phương. Mà ngày đầu tiên thì cái hội đầu tiên mà mấy chị em đến trao quà sẽ là hoàn cảnh của bà Hai Vui. Hiện tại được biết thì mình chỉ đang sống có một mình thôi. Bây giờ thì xin mời các cô chú anh chị và các bạn mình cùng nhau vào trong để mà thăm bà cũng như là hỏi thăm hoàn cảnh nha. Nha, mình vô đi ha. Con chào bà. Dạ. Dạ anh để đây chứ để nào. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Bà Hai ơi, năm nay bà Hai bao nhiêu tuổi rồi? 70 đó, nhớ 71 rồi. Dạ. Rồi bà Hai ở đây là ở với ai? Ở với ông đi bán vé số. Dạ. Bà Hai chầm gà. Ông là bình thường đi bán một ngày được bao nhiêu vé số hả bà? 200 mấy à. 200 mấy, bán là bình thường bán ở đâu? Bán vòng vòng á. Dạ. Rồi bà với lại ông thì có con cái gì không? Có ba đứa con. Ba đứa con. Không có chồng hết trời. Rồi có ai ở gần đây không? Không có. Không có ai ở gần đây hết. Dạ. Có gà nhỏ bên trong với nhỏ trong này mà. Dạ. Rồi bình thường con cái có hay ghé thăm hay là gửi tặng quà gì không? Có, nó qua lợi quà. Dạ. Rồi lớn tuổi vậy rồi mà ông còn đi bán thì sức khỏe của ông có tốt không bà? Ông sáu mấy á. Dạ. Rồi đi bán thì bình thường là ông đi bộ hay là có đi xe gì không? Trời mưa nước nó ngập này hết trơn à. Vậy là cái sàn nhà của bà nói là trời mưa nước thì bị ngập á anh. Nó có bị dột nhiều không bà? Con thấy nó bị gấp này với lại nó bị tạt. Dột nhiều lắm hả? Dột có xong, dột ngoài, dột có trơn. Ở trên thì che mấy cái tấm mút để mà cho nó bớt nóng đúng không? Dạ. Hôm nay thì con đến đây cùng với lại là anh Eric nè, anh Toàn cũng như là chị Nguyệt thì có muốn là gửi cho bà một cái phần quà nha. Ở đây là tấm lòng của anh thì trị giá là 334.000. Ở trong đó thì bao gồm là một bao gạo 10kg, một thùng mì nè, cộng với lại là một đồ nem thì gửi tặng đến cho bà cũng như là gia đình. Kính chúc cho bà sẽ được thật là nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn mấy con hết. Dạ. Dạ, hoàn cảnh gia đình thứ hai mà ngày hôm nay mấy anh em tụi con ghé thăm là hoàn cảnh gia đình của bà Út. Được biết thì hiện tại bà cũng khá là lớn tuổi rồi. Và bây giờ thì xin mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng vào trong nhà với lại ba anh em nha. Dạ. Dạ, mình đi vào phía cái rìa bên này nha anh. Dạ. Bà ngủ rồi hả cô? Nằm vậy chứ tối ngày ăn cơm thì đỡ còn gì. Bà năm nay là bao nhiêu tuổi rồi cô 94. Hả? 94 tuổi rồi. Dạ. Bà hiện tại thì ở trong ngôi nhà này là với bao nhiêu người? Có hồi đó có Út
mà tự dặn chết thì còn để đây hai đứa con rồi đứa gã ngoại dưới thành phố ở nhà cô với nhóc bánh nuôi đó. Dạ. Bà thì đông con không cô hả? Bà có tổng cộng bao nhiêu người con? 11 người đó. 11 người. Dạ. Nhưng mà giờ thì là ở cùng với cô. Ở thì ở nhà mình lên vậy nè, rồi cái cô với nhỏ bệnh nuôi. Dạ. Bình thường thì bà có nói chuyện gì không cô hay là chỉ vậy thôi? Không. Giờ cũng không có con cháu gì chứ. Ờ. Ăn thì ăn được. Thì yếu yếu thì chỉ thuốc bổ dược mà vô ăn. Dạ. Rồi bà thì có hay bị bệnh hay là sao không cô? Không, bà đó vẫn có bệnh. Dạ, rồi mình cũng chỉ để cho bà ở nhà thôi chứ mình cũng không có chở bà đi khám định kỳ hay gì hết. Không, sao đi được. Dạ. Có hồi đó, có cách biết á, thì có chở đi nhà thương. Bây giờ như má bà không có diện bệnh chứ mà có lâu lâu có bà nhức đầu vậy đó, uống thuốc. Dạ, thành ra là cứ để cho bà ở nhà rồi tới giờ cơm thì mình đút cơm ăn. Tới giờ cơm, đút cơm, tắm rửa. Dạ. Nay thì con rất là vui luôn khi mà được cùng đồng hành với lại anh Eric Nguyễn và cái nhóm thiện nguyện Đời Hát để mà đến đây trao tặng cho bà cũng như là gia đình của mình một cái phần quà. Thì phần quà trị giá là 334.000, ở trong đó thì có 10 ký gạo nè, một thùng mì cộng với lại là một ít nhu yếu phẩm để mà mình nấu cơm, mình chăm lo cho bà nha. Dạ. Cũng chúc cho bà và gia đình sẽ có được nhiều sức khỏe cô nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô chú. Tiếp theo thì con xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng với lại con và anh Eric vào thăm hoàn cảnh gia đình của chú Hai Sĩ nha. Dạ. Dạ. Chào cô. Dạ. Thưa chú, con mới tới ạ. Dạ. Mình vô trong này đi chú ha. Dạ, chị dạ, vô dạ. Trong đi. Ở đâu cũng được. Dạ. Rồi. Đi vô trong đó. À, chú ngồi đi chú, cô cứ ngồi đi ạ. Dạ. À, chú Hai cho con hỏi là cái phòng ngủ của chú Hai là bị sao hả chú? Nhảy. Gan chú khác à? Dạ, con xin chỗ mẹ con. Đó coi như nó nổi lên nó làm như là một ghẻ vậy đó. Dạ. Rồi cái cũng chiếc thuốc. Rồi cái lú ớt. Thì cái nó làm lại. Dạ. Nó làm lại rồi thấy hơi nhiều quá đó. Chú đi bác sĩ. Dạ. Đi bác sĩ thì cái này nó ăn rạn ngoài da không à. Ừ. Không có mổ được. Rồi cũng chích thuốc rồi cũng cho uống thuốc vô nước biển. Thời gian đâu cũng tuần gì đó. Bác sĩ nó hơi khỏe khỏe thôi về nhà đi. Mà. Về nhà rồi cái xuống cái trạm á. Rồi lánh thuốc gì uống. Dạ. Bao lâu rồi chú bị bao lâu rồi? Cũng năm mấy rồi. Năm mấy rồi, mình có dắt chú đi khám rồi bác sĩ họ có nói là bị gì không hả cô? Cái đó thì bị gì, cái này nó ăn dần dần lặn ngoài da đó. Dạ. Thì bác sĩ nói coi như là nó bị ung thư, ăn ung thư ngoài da. Vậy là giống như là bị ung thư da cho nên là bây giờ họ chỉ có thể là để thuốc cho mình uống giảm đau thôi chứ cũng không có điều trị hay là mổ gì được hết. Dạ. Dạ. Còn cái con mắt ở phía bên này là nó có bị ảnh hưởng gì không hả chú? Mắt này nó đâu thấy được. Vì nó ăn cái miếng này nè. À, vậy là đã guồng lên tới cái con mắt luôn rồi. Rồi. Dạ. À, cô làm sao với chú? Dâu. Dạ dâu. Nhà dạ, em gọi là chị đi ha. Dạ. Rồi ở đây thì có tổng cộng mình bao nhiêu thành viên hả chị? Mấy người qua gia đình thôi. Ở đây có hai chồng này với tôi. Vậy là ở đây hiện tại là mình sống ba người. Rồi có thằng Út thì nó đi làm việc ở xã cơ quan á. Nó cũng ngày nó về chơi rác rồi nó đi rồi chứ. Thì nó thoát ly gia đình đó. Dạ. Còn ở trong nhà này giờ hiện giờ thì con hai chồng này với tôi với có thằng cháu này. Dạ. Không biết là năm nay chú Hai lớn tuổi chưa hả chú Hai? Năm nay 70 mấy rồi. À, 70 mấy tuổi rồi, giờ là bị bệnh là cộng thêm là lớn tuổi cho nên là chú Hai chắc là không có còn đi làm nữa đúng không? Dạ đúng rồi, đâu có làm nổi. Dạ. Rồi cái người mà tạo ra cái nguồn thu nhập chính trong gia đình của mình là ai? Hả? Người mà tạo nên cái nguồn thu nhập chính trong gia đình đó. Bây giờ ở đây thì nhập thì có con nhỏ. Dạ. Có con nhỏ nó ở cơ quan á. Vậy rồi đi làm vậy có đủ để mà mình trang trải cuộc sống không? Nó cho ít đỉnh gì sống thôi chứ. Thì lớp nó sống nữa mà. Dạ. Rồi nó nuôi
chú đỉnh thôi chứ đâu có nhiều quá được. Dạ, vậy là cũng khó khăn thôi chú ha. Dạ. Ngày hôm nay thì con cũng với lại anh Ít Ích Nguyễn và các họ thiện nguyện đời hết của anh thì đến đây để mà thăm gia đình chú, trước là để hỏi thăm sức khỏe. Sau đó thì con có gửi tặng đến cho gia đình của mình một cái phần quà. Ở đây thì có 10 ký gạo nè, một cái thùng mì cộng với lại là một ít nhu yếu phẩm rồi đồ nếm trong bếp. Thì cũng chúc cho chú và gia đình sẽ có nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Đây là anh Mạnh Thường Quân gửi cái phần quà đến cho mình, cũng mong là chú với lại chị sẽ gửi lời cảm ơn đến anh ạ. Dạ. Cảm ơn. Cái này cũng cảm ơn cô với anh em ha. Dạ. Có tâm lòng mà đến giúp cho tôi được gì, tôi thật tình là cảm ơn dữ lắm. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Tiếp theo thì con xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng với lại mấy anh em đến thăm hoàn cảnh gia đình thứ tư và hoàn cảnh gia đình của bà Ba Dện. Bây giờ thì xin mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng vào trong nhà nha. Dạ, thôi. Dạ, con chào ông bà Ba. Dạ, hôm nay thì con cùng với lại là anh Eric và nhóm thiện nguyện của anh đến thăm gia đình của mình. Mình ngồi dưới cho mát ha ông ba. Dạ. Ngồi ghế đó con. Dạ. Vậy ông bà ngồi phía trên đi rồi anh ngồi cùng với ông bà đi. Em ngồi ghế cho. Dạ. Ơi, đau quá vậy mệt. Dạ. Anh ngồi cùng với ông bà nha. Dạ. Để xem đi. Dạ. Ông bà năm nay lớn tuổi chưa? Cháu mấy rồi? Cháu 8 rồi. Còn bà ba là 67, ông là 68. Ở đây là có hai vợ chồng mình thôi hả? Hay có ai nữa không? Ba với cháu ngoại. Ba với ngoại đó. Dạ. Rồi ba mẹ của mấy bé đâu không bà? Vương bằng không, nghèo khổ đi. Ông bà có tổng cộng bao nhiêu người con lận? 6 người mà bỏ người còn 5 người. À, còn 5 người, giờ là đi làm sao hết rồi? Đi sáng hết trơn, giờ riêng hết rồi. Dạ, có chồng rồi, nó đi mần với lại chung là nó rứa, cũng đi mần với hết. Dạ, rồi ba mẹ mấy bé thì có hay về thăm không ông bà? Khi Tết thì về không luôn. Dạ, lúc bỏ về lúc không? Có quan tâm gì đâu. Ừ. Rồi ông bà giờ thì lớn tuổi rồi, có còn làm được gì nữa không? Mà giờ mùa này tôi mặn thì ổng đâu có đi mặn. Đau mấy gài nữa, dường như nay đừng lễ rồi. Sống mặt, nghe sống mùa mài chích chứ mấy lần rồi. Con nó cũng đi mặn đó thì đã khích khách. Dạ, bình thường thì bà ở nhà là bà làm công việc gì hả ông? Đi mặn mốt nhà ta, đi gặp lúa, đi cây lúa rồi đó. Dạ. Còn ông thì là bị bệnh, ông có đi khám chưa? Đã rồi, chích ba bữa nay. Dạ, rồi sức khỏe giờ là đỡ chưa ông hả? Đỡ rồi. Dạ. Rồi mình lấy thuốc uống mấy luôn, ngồi gặp cái cô vô đó. Dạ, vậy là chích thuốc rồi uống thuốc để mà thuyên giãn, rồi mình cũng cố gắng mình đi làm để mà mình lo cho gia đình cũng như là lo cho các cháu. Dạ. Dạ. Cũng làm chút đỉnh rồi chứ đâu có làm như người ta đâu. Dạ. Trước lúc mà bị bệnh thì ông làm gì không? Cũng đi làm này đi kia mướn rồi đủ thứ giờ á, ai mướn làm gì làm mấy à. Dạ. Chứ làm nặng là không nổi. Lâu lâu thì có người muốn mình làm như vậy rồi có đủ để mà có tiền mình trang trải trong cuộc sống cũng như là mình lo cho mấy bé không ông bà? Có người cá mắm gì không, có gì đâu tiền nhiều. Hai người giàu mà yếu quá rồi mà. Cháu nhập này đủ hết thôi. Dạ, học thằng lớn thì nó học lớp 9 cho nó nghỉ. Rồi phải tiếp về cho cô với chú nè. Vậy là hiện tại là hai bé là nghỉ học hết quá rồi. Quá rồi mình không tiền nữa. Dạ, không đủ khả năng. Không có năng. Còn thằng nhỏ thì 10 tuổi còn học. Dạ. Rồi hai bé là giờ là đi làm phụ luôn hả ông bà? Dạ, thằng lớn là đi làm phụ ngày 100 ngàn cho ta. Đi tiếp gia đình. Còn nhỏ thì chưa đi làm được mất. Ăn không? Vậy là chủ yếu là ở nhà lo cơm nước để mà phụ ông bà, nếu như mà có đi làm về thì có cơm nước ăn sẵn. Dạ. Dạ. Hôm nay thì con thật sự rất là thương luôn khi mà nghe được những cái lời chia sẻ cũng như là những cái tâm tư của ông bà. Thì ngày hôm nay con cùng với lại Eric và nhóm thiện nguyện The Hat đến đây thì cũng có một chút tấm lòng là các phần quà của Eric gửi tặng đến cho ông bà nha. Dạ. Ở đây thì tụi con có 10 ký gạo. Cảm ơn cô với chú. Dạ, một thùng mì với lại một ít đồ nêm nếm ở đây để mà bà nấu cơm và cũng như là lo cái phần bếp núc ở trong nhà cho các bé nha. Dạ, cũng kính chúc cho ông bà sẽ có được nhiều sức khỏe ông bà nha. Dạ, cảm ơn cô chú với cháu. Dạ, ok. Tiếp
theo thì con xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng con đến thăm hoàn cảnh gia đình của chị Ba Ngân nha. Được biết thì hiện tại trong cái quá trình di chuyển thì chị gặp rất là nhiều khó khăn luôn. Để hiểu rõ hơn thì bây giờ xin mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào trong nhà. Nhà của chị chia làm hai gian ở phía trước với phía sau. Dạ, chào chị, em mới tới. Dạ, chào chị. Vậy mình ngồi đây luôn đi chị ha. Dạ. Hôm nay thì em cũng với lại anh Eric và nhà họ tình nguyện The Head đến đây thăm chị. Thì trước tiên là cũng cho em hỏi thăm hoàn cảnh gia đình của chị một xíu nha. Dạ. Không biết là cái chân của chị ba thì bị sao hả chị? Bị phía tật là từ nhỏ lớn luôn á hả? Là nhỏ lớn luôn. Dạ. Thì năm nay là chị bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 43 tuổi. 43 tuổi rồi. Rồi mình sống ở đây là mình sống cùng với ai chị? Sống với mẹ, tại vì chồng mới chết á, rồi mới sống với mẹ. Dạ, em cũng chia buồn với chị. Bị bệnh. Dạ. Bị bệnh, đau nhiều lắm, chết. Dạ, em cũng chia buồn với gia đình của mình nha. Dạ, không biết mà khi mà hai vợ chồng mình sống cùng thì có con cái gì không chị? Dạ có đứa con gái. Dạ, năm nay bé bao nhiêu tuổi rồi ạ? Đi làm mà bự rồi, có cháu ngoại rồi. Dạ. Nay hai mấy tuổi rồi? Ngày ở đây luôn hay là lập gia đình rồi ở xa? Ở xa nhưng mà hai chồng mặn ở Bình Dương á. Ừ. Cũng thất nghiệp nghỉ hoài. Vậy rồi ở đây là hiện tại chỉ có chị với lại mẹ của chị. Mẹ. Năm nay là bác bao nhiêu tuổi rồi hả chị? À, sáu mấy rồi. Sáu mấy rồi. Thì chị thì đi lại khó khăn, là bác thì lớn tuổi vậy đó. Rồi ở nhà thì có làm thêm công việc gì để mà mình tạo thêm thu nhập không? Có mẹ, có con gái đi mằng, Bình Dương gửi tiền về sống chứ gì tiền đâu sống. Rồi. Mà đi làm thì cũng lúc được lúc không như vậy. Thì cái số tiền mà chị ở chợ anh gửi về á, có đủ để mà mình trang trải, mình chi tiêu ở trong nhà không? Cũng đủ, cũng trang trải nhín nhút. Dạ, vậy là dạ. Chủ yếu có nhiêu thì dạ. Mình xài nhiêu dạ, ha. Có nhiêu xài nhiêu. Dạ. Ngoài cái vấn đề là đi lại gặp khó khăn ra thì chị có khỏe không? Trong người chị có bệnh gì không? Không, cũng được, khỏe. Dạ. Chị cho em hỏi là ở nhà thì mình có làm thêm gì không chị? Hay là chị ở nhà quanh quẩn thôi? Giữ cháu với con mằng gửi tiền về, sống giữ cháu với làm gì. Dạ. Hôm nay thì em với lại anh đến đây cũng có một cái tấm lòng dạ. Muốn gửi tặng cho chị và gia đình dạ. Nha. Ở đây thì em có đầu tiên đó là một bao gạo 10kg thì dạ. Có giá là 150.000 dạ. Một thùng mì ở đây thì có giá là 75.000 đồng. Còn đây là cái phần nhu yếu phẩm chị nha. Trong đây thì sẽ có một cái chai nước mắm nè. Nước mắm thì là 23.000 dạ. Dạ. Đây, một cái chai nước tương đó là 7.000 đồng dạ. Dạ. Cái bọc này, cho em 1kg đường trong cái bọc này đâu rồi ạ? Dạ, một cái bịch hạt nêm là 57.000 đồng, cộng với lại một ký đường đó là 22.000. Thì tổng cái phần quà là 334.000 để mà gửi tặng đến cho chị và gia đình. Cũng kính chúc cho chị và gia đình sẽ được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nha. Rồi, cảm ơn. Dạ. Tại vì chị thông cảm cho em là lúc mà tụi em vô quà thì nó hơi sơ sót xíu nha. Dạ. Dạ đây. Dạ. Dạ. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha. Chào chị em đi. Dạ, tiếp theo thì con xin mời các cô chú, anh chị, các bạn cùng con với lại hai anh đến thăm hoàn cảnh gia đình của chú Hai Lợi nha. Dạ. Con chào chú Hai. Dạ. Dạ. Mình vô đây đi hả chú? Ôi chú cắt cái dây giỏng luôn. Hai bé này là con của chú hay sao? Dạ. Hai em ngồi đi. Ngồi đi con. Dạ, chú Hai ơi, ngày hôm nay thì con cùng với lại anh Eric và nhóm thiện nguyện The Head đến đây để mà thăm gia đình của mình. Dạ, thì cũng có một cái phần quà muốn gửi tặng ở đây thì bao gồm là 10 kg gạo, một thùng mì, cộng với lại là một ít nhu yếu phẩm trong gia đình. Dạ, trước lúc mà trao quà thì con cũng muốn hỏi thăm chú Hai một chút xíu về gia đình của mình ha. Không biết là gia đình của mình tổng cộng có bao nhiêu thành viên hả chú? 4 thành viên. 4 thành viên, là chú, cô cộng với lại là hai bé. Dạ, hằng ngày thì ở nhà là mình sinh hoạt... chủ yếu là nghề gì hả chú? Đi phần mướn hòa. Dạ, còn cô thì sao? Cô cũng đi phần mướn chung vậy đó. Dạ. Hai chồng là 3 giờ rưỡi đi làm đây. Là mình làm cái việc gì cụ thể hả chú? Đi mổ ba lúa lộn người ta. Rồi làm như vậy thì họ trả công mình sao chú hả? Tới 11 giờ rưỡi thì được 180. Vậy là mình làm tính theo giờ. Dạ.
Dạ. Nhưng mà nếu như mà đi nhổ lúa lợn đó là chỉ làm theo thời vụ thôi. Dạ. Rồi nếu như mà hết cái vụ lúa thì mình có làm thêm việc gì nữa không? Bây giờ hết thời vụ thì có không chứ đâu có làm gì được đâu. Chờ tới thời vụ mới đi làm được. Vậy là cuộc sống của mình cũng khá là bấp bênh luôn. Dạ. Dạ. À, hai em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi rồi? Con học lớp mấy rồi? Học lớp 4. Lớp 4 em tên gì? À, tên Nhật học lớp 4. Còn bạn bên đây? Lớp 3. Lớp 3 em tên gì? Đẹp. Rồi thành tích học tập năm vừa qua của hai em có tốt không nè? Có được nhận thưởng không? Còn Nhật thì sao? Dạ, cũng như em con. Cũng như em con. Vậy là đi học thì cũng khá là giỏi luôn. Nhà của mình thì em thấy ở phía hai bên hông là nó bị trống với lại nó bị lủng lỗ nhiều rồi mưa gió thì nó có bị tạt hay bị giật gì nhiều không ạ? Cô ơi, chưa có tiền đồ sợ để sửa lại. Nhà này mình cất lâu chưa ạ? Lâu rồi. Cái này là hồi xưa gia đình mình tự cất luôn à? Hồi xưa cũng chữ thập đỏ cho chứ không có tự cất nổi. Vậy là cũng được nhận hỗ trợ của bên chữ thập đỏ nên là xây dựng căn nhà thì cũng khá là lâu cho nên là bây giờ nó cũng đã xuống cấp và nó cũng dột với lại tạt mưa khá là nhiều rồi. Dạ, hôm nay thì con cũng như là hai anh đến đây để mà gửi tặng các phần quà này cho gia đình của mình. Cũng kính chúc cho chú và gia đình sẽ có được nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi, dạ chào chú con đi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Tiếp theo thì con xin mời các cô chú, chị và các bạn cùng con và hai anh đến thăm hoàn cảnh gia đình của cô Út. Nhưng mà do lý do là tại vì cái nhà của cô hiện tại thì cây cầu nó đã bị gãy như thế này rồi cho nên là mấy chị em cũng không có vô trong để mà cùng mà nói chuyện với cô được. Thì xin phép là được đứng phía ngoài này để mà nói chuyện cũng như là trao quà cho cô nha. Dạ. Dạ, con chào cô, không biết là năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi ạ? Bảy mấy tuổi rồi. Dạ. Ở trong cái ngôi nhà nhỏ này thì cô sống cùng với ai? Sống với thằng Út, nhưng mà Út nó toan đông quá à, rồi gì quá ở đậu với nó. Vậy là cũng tứ tán ra hết trơn. Dạ, tứ tán hết trơn. Bây giờ cô có còn đi làm gì không cô? Còn đứa nào đi mặn Bình Dương hết trơn, bỏ hai chồng già. Rồi là con thì đi làm xa hết trơn, rồi lâu lâu thì có về thăm không? Hay là có gửi tiền để mà chăm lo cho cuộc sống của cô không? Không, nó nghèo lắm. Dạ. Nó không có tiền đâu gửi. Rồi lớn tuổi rồi vậy rồi. Hồi đó gì đi bán số với nhỏ Út nè. Rồi cái giờ gì đau mấy trận rồi đó, đi chiếu mua nhà thương đó. Rồi cái giờ gì đi bán hết nổi à. Dạ, bây giờ không đi bán nữa. Ừ. Dạ. Rồi bị bệnh vậy rồi có đi tái khám hay là lấy thuốc định kỳ không? Mỗi tháng là đi lần. Tháng đi lần. Dạ. Dạ, mỗi một lần đi vậy là có tốn nhiều tiền lắm không? Tốn tiền cũng 500-600. 500-600. Rồi xin con nhỏ đó nó cho. Cho. Dạ, vậy là mỗi lần mình đi lấy thuốc hay là con có cái gì đó là con cái xúm lại cho mỗi người một ít để mình có tiền mình trang trải ha. Dạ. Dạ. Thì hôm nay con cũng đến đây rất là thương luôn. Cô Út hoàn cảnh thì gặp rất nhiều khó khăn cho nên nó là mấy chị em, mấy anh em cũng có một cái phần quà nho nhỏ xem như là cái tấm lòng để mà gửi đến cho cô nha. Dạ. Ở đây thì con có một phần mì nè, anh thì có thêm 10 ký gạo với bên kia là một số nhu yếu phẩm để mà gửi tặng đến cho gia đình của mình. Dạ. Cũng chúc cho cô Út thì sẽ có được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Nha. Con để ở đây rồi xong mình để đem vô sau được không ạ? Đi bên đó đi. Anh ơi cẩn thận anh ơi. Đi bên đó được. Ở dưới này đi anh. Dạ. Cho các cô chú anh chị các bạn xem cái ngôi nhà của cô nha. Dạ. Nó chỉ vỏn vẹn là có một cái gian nhỏ ở đây thôi, rồi một cái bóng đèn để mà thắp sáng lên, rồi khi mà ngủ thì cũng chỉ là ngủ ở dưới sàn như thế này, rất là nhỏ gọn luôn. Dạ. Con xin gửi con 1 triệu, đây là cái cọc. Dạ, ngày hôm nay thì ngoài cái phần quà mà anh gửi tặng đến cho cô thì nhớ anh xây lại cái con nha, gửi tặng cái ngân thì sao nó bị lọt. Nghĩa bốc. Dạ. Con lọt không sao, nó lọt cái là mất hết Mạnh Thường Quân, mất hết tài trợ. Dạ, cô giữ sức khỏe nha cô. Dạ, dạ. Cảm ơn. Ở phía bên này thì cũng có một hoàn cảnh rất là gặp nhiều khó khăn luôn. Đó là hoàn cảnh gia đình của ông Bảy á cô chú. Để hiểu rõ thêm thì bây giờ mình cùng nhau đi qua bên kia anh nha. Dạ. Cho em xin thêm một cái phần quà nữa ạ. Em nghĩ là mình nên đi lên từng người nha anh. Dạ. Con chào ông Bảy. Dạ.
Mình đi vô phía bên này nghe Trang chỗ mấy cái trục này. Anh đưa em cầm cái đó trước cho. Dạ rồi, từ từ thôi nha anh. Dạ. Mình vô đây đi ông bảy. Dạ. Ông bảy ngồi đi với con nha. Dạ, ông bảy có thể ngồi được không? Được. Dạ, mình ngồi xuống cho dễ nói chuyện nha. Ừ. Dạ, cũng khá là lâu rồi con mới ghé trở lại để mà thăm ông bảy. Dạ. À, ông bảy có thể chia sẻ lại cái hoàn cảnh của ông bảy cho con cũng như là mấy anh được biết rõ hơn nha. À. Dạ, năm nay ông bảy bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi thiệt thì 83. Dạ. Tuổi thiệt là 83 tuổi. À. À, ông bảy thì ở đây với ai? Ở đây dạ. Với thằng Út mà nó chặt chội con nó đông quá. Ông bảy mới về bển ở đỡ. Dạ, còn người này thì sao ạ? Dạ, à là người này, con thằng Út. Dạ, người con Út của ông. Dạ dạ. Dạ. Rồi năm nay thì lớn tuổi rồi, ở cùng với con cháu thì ông bảy là cộng thêm cái chân á thì di chuyển khó khăn nữa cho nên là không có đi làm được, chủ yếu là nhờ vào sự giúp đỡ của con thôi đúng không? Ừ. Dạ. Yếu đuối quá. Dạo này sức khỏe ông bảy tốt không? Ngày đây mai đó là hoài vậy. Dạ. Bệnh già hả con? Dạ. Rồi hôm giờ ông bảy có đi khám bệnh hay lấy thuốc ở đâu uống không? Có. Dạ. Rồi cho cái ta thuốc gì mua uống hả con? Rồi uống thì ông bảy thấy nó có thuyên giảm, nó có đỡ chút nào không? Đỡ. Đỡ ha. Dạ, nay khi mà trở lại con nhìn thấy ông sắc diện cũng hồng hào quá thì cũng cảm thấy rất là mừng luôn, rất là lâu rồi con mới có dịp để mà ghé thăm lại ông. Hôm nay con đi cùng với lại anh Rick với lại anh Toàn thì có một chút tấm lòng của mấy anh em tụi con. Ở đây thì con có gạo nè, có mì cộng với lại là một ít đồ niêm để mà gửi tặng đến cho ông bảy, cũng chúc cho ông sẽ được nhiều sức khỏe nha. Dạ, hiện tại thì con cùng với anh Rick và anh Toàn đang có mặt tại hoàn cảnh gia đình của bà Ba Hoàng. Được biết thì hiện tại ngôi nhà của bà đang ở nó rất là sập sệ và xuống cấp rồi cô chú ơi. Ở đây ở phía bên tay trái của con là ngôi nhà của bà hiện tại nè. Ở ngoài đồng thì gió đang rất là lớn luôn, thì cô chú có thể nghe được những cái tiếng lao xao cũng như là những cái tiếng lạc xẹt khi mà thiết nó khua cùng với nhau. Đó. Rồi hiện tại thì gia đình của bà cũng hạn chế ở trên nhà, chủ yếu là ở dưới cái căn chòi phía dưới mé sông này để được cất lên, chủ yếu là để nấu nướng nè. Rồi mấy bà cháu ở cùng với nhau, khi nào tối ngủ thì mới lên phía trên thôi. Dạ, con chào bà ba. Dạ. Hôm nay thì con đến thăm gia đình của mình cùng với lại Mạnh Thường Quân, đó là anh Eric Nguyễn, cộng với lại là hội từ thiện The Head. Có một cái phần quà con cũng muốn gửi tặng đến cho bà nha. Ở đây thì con có một phần mì nè. Dạ, một ít đồ nêm trong này thì có đường. Anh luôn muốn hết trơn, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn hết trơn, bác này kia. Một cái bao gạo 10kg với bà nha. Ừ. Rồi. Dạ. Thì con cũng muốn hỏi lại hoàn cảnh của bà để cho anh cũng như là các cô chú xem video sau được nắm rõ nha. Tới đây cũng cảm ơn rất nhiều. Dạ. Bà ba năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 68. 68 tuổi. Dạ. Hiện tại thì ngôi nhà của mình là được xây dựng bao nhiêu lâu rồi bà? Hai mấy năm rồi. Cửa đâu có tiền đâu, không có sửa hoài. Dạ. Nhưng mà hiện tại thì con thấy nó đã xuống cấp rất là trầm trọng luôn. Ban ngày ở đây thôi mà. Dạ. Có ban đêm lên trễ ngủ mà giông gió cũng sợ nữa. Dạ. Rồi ở đây thì gia đình của mình chủ yếu là sinh sống bằng nghề gì hả bà? Mướn không à. Ai thuê gì làm đó. Ai kêu gì mặn mày. Dạ, cho nên là thu nhập thì cũng bấp bênh, muốn sửa nhà thì cũng cả là một cái vấn đề rất là lớn luôn. Dạ. Thì cũng thật sự cũng rất là thương cho hoàn cảnh của bà. Sửa không được, nổi. Dạ. Năm nay là bà ba nói lại với con 68 tuổi. 68 tuổi. Dạ, từng tuổi này rồi nhưng mà bà thì vẫn mong muốn là có được một cái ngôi nhà được hoàn thiện ha. Dạ. Tại vì con thì con cũng rất là thương luôn. Ngày hôm nay thì đến đây thăm bà cũng hy vọng. Tôi bệnh nữa nè. Dạ. Bà thì bị tai biến nhẹ đúng không? Ừ, tai biến đi con đi được. Dạ, cũng hy vọng là sẽ giúp đỡ được cho bà nhiều hơn nha. Dạ, cũng chúc cho bà được nhiều sức khỏe hả. Hôm nay thì con có một cái phần quà trị giá là 334.000 để mà gửi tặng đến cho bà. Ở trong đây bao gồm là 10kg gạo, một phần mì cộng với lại là một ít nhu yếu phẩm của bếp. Dạ, để mà gửi tặng gia đình của mình. Cảm ơn Mạnh Quân vô tới đây giúp đỡ, cảm ơn nhiều lắm. Dạ.
Hiện tại thì mấy anh em đang có mặt tại hoàn cảnh gia đình của bà Ba Dễ, thì hiểu rõ thêm về hoàn cảnh gia đình của bà. Thì bây giờ con xin mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào phía trong nha. Dạ. Dạ con chào bà Ba. Cảm ơn nhiều. Dạ. Hôm nay con cùng với lại hai anh đến đây thăm bà, có một ít quà để gửi tặng cho gia đình của mình nha. Con để ở đây trước nha, rồi bà Ba ngồi xuống đây cùng với lại mấy anh em tụi con nha. Cảm ơn nha. Dạ. Thôi bà Ba ngồi đây với con đi. Dạ. Dạ. Năm nay bà Ba bao nhiêu tuổi rồi? 70 tuổi dưỡng rồi. À, rồi bà Ba ở đây thì hiện tại là ở với ai? Ở với cái thằng Trọng á. Dạ, là cháu của bà hay sao? Con. Con. Dạ, năm nay là... Nó đi lặt lợp rồi. Dạ, nè. Đi lặt lợp. À. Đi giải lợp. Cái này là lợp ớt đúng không bà? Lợp ớt hay lợp cá không rành hung. Cái này theo như kinh nghiệm của con thì cái này là lợp ớt. Chắc vậy quá. Dạ. Rồi bình thường khi mà con bà đi làm như vậy đó thì cái nguồn thu nhập nó có ổn định để mà lo trang trải cuộc sống hàng ngày trong gia đình không? Có nước này nè mới đặt được, khô không có đặt được. Dạ. Ngoài cái nghề đặt lợp ra thì con bà có làm nghề gì không bà? Rồi ai làm mướn, ai kêu nó gì thì nó làm nấy, còn không kêu vợ không. Dạ. Có giá thì người ta kêu rồi mần được hết trơn á. Dạ, vậy là có bào đó. Dạ. Có bào. Còn ở đây thì bà con mình là đi làm theo thời vụ. Dạ, đi làm. Dạ. Rồi cá với ớt đồ khi mà đi đặt đồ về được đó thì bà ba đi bán hay là con bà ba tự con, bán? Chứ bà lãnh rồi bà không bán được. À, vậy là rồi con là tự đi mua, làm và tự bán mua luôn. Bột gạo vậy đó ăn lâu lâu cái rồi nó mần có nữa. Chứ đâu phải mần hoài bởi vì nước người ta đặt nhiều quá ha rồi mình không chen vô được. Cái đường nước vậy đó. Dạ. Rồi mình chen cho khó đặt rồi nào con dở ra rồi mới đặt lại được. Dạ. Nhà bà ba thì con thấy nó chống chuốt chuột sao quá trời luôn. Nhà nước phần, cho đó. Cái phần hiên ở phía trước là bây giờ nó đâm một nét hết trơn rồi. Gió mà ở ngoài hướng nhào thì mưa là nó tạt hết cái nhà mình luôn hả ba? Đó. Cho tấm thân đồ để chứ mưa không nổi. Vậy là có một cái tấm rèm ở bên đây, mỗi lần mình mưa là mình sẽ kéo lại để mà mình chắn mưa. Nhưng mà con thấy là nó bằng vải cho nên là nó vẫn thấm vô, vẫn tạt vô trong, vẫn ướt đúng không ạ? Ướt nhưng mà chắc nó mục, tại vì bằng vải nó mau mục. Ngôi nhà này hồi trước khi mà được hỗ trợ thì bà có nhớ là nó vào năm nào không, bao lâu rồi? Lâu không có nhớ. Vậy là lâu lắm rồi không có nhớ. Anh nhà lẳng rồi. Dạ. Lớn tuổi thì sức khỏe bà có ổn định không, có tốt không? Cũng nhiều khi nhức đầu, nhiều khi trúng gió á, mà nhờ thằng con á, nó lo thuốc, thuốc tàu không à. Chén tay ở đây ít bám lắm. Dạ, vậy là chủ yếu là để sẵn thuốc ở trong nhà, nếu như mà có triệu chứng của bệnh gì thì lấy uống thuốc đó. Đâu có tiền mà dự trữ vậy, đau đi lợi đằng xếp xấu sự vẫn á, mua. Rồi mỗi một lần thuốc như vậy thì người ta bán cho mình bao nhiêu tiền? Không biết, nó mua không biết. Rồi uống xong thì bà thấy nó có đỡ không? Đỡ. Dạ. Bằng đầu bà đưa thuốc tàu cái không hết, xong bà đưa thuốc tây. Kiếm xác sự đẳng á, là nhà thu á. Dạ. Vậy là bán thuốc theo hình thức là gia đình. Dạ. Hôm nay thì... Ví dụ bà bán người ta 10 ngàn, bán 9 ngàn à. Bớt ngàn vậy đó. Dạ. Bà lời được ngàn, bà nói lời 2 ngàn, nhưng mà bà lời ngàn thôi. Dạ. Hôm nay thì con cùng với lại hai anh đến đây có một chút tấm lòng để mà gửi tặng đến cho gia đình của bà. Cũng mong là bà sẽ có được thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ, vậy cảm ơn nhiều nghe. Dạ. Cảm ơn anh bên đây, anh là người đã gửi tặng đến cho bà cái phần quà ngày hôm nay đó ạ. Dạ. 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 Cảm ơn bà con chú hết nghe. Dạ. Yeah.